Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây được coi là thời điểm nước rút cho việc ôn tập của các em học sinh khối lớp 9. Số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội tăng 22.000, trong khi các trường trung học phổ thông công lập chỉ đáp ứng được khoảng 62% nhu cầu. Để có vé vào lớp 10 thì học sinh đang ráo riết chạy xô ôn thi. Đối với một số quận huyện ở nội thành có số lượng học sinh thi vào lớp 10 đông, tình trạng này càng căng thẳng hơn. Chính vì vậy mà ở thời điểm nước rút này thì tất cả đều đang tăng tốc vì cuộc đua vào lớp 10. Thí sinh thì học ngày luyện đêm, còn phụ huynh thì lại mạnh tay chi tiền để tìm lớp luyện thi cho con. Đó sẽ là câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. 17:30. Sau giờ học ở trường, Hùng cùng các bạn tiếp tục đến trung tâm luyện thi, rèn các kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 sắp tới. Mỗi tuần, Hùng có 6 buổi học thêm tại trung tâm. Mặc dù vừa đạt giải học sinh giỏi thành phố môn toán, nhưng Hùng vẫn cảm thấy chưa thực sự tự tin. Rất là áp lực về việc chọn trường. Mình gần như vào cái vọng 1, vọng 2 rất khó để đỗ. Thứ hai là cái thí sinh anh cũng nhiều. Thì khả năng vào trường tốt cũng khó. Đặt mục tiêu thi vào trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, nên ngoài giờ học trên lớp, ở trung tâm, Bình vẫn dành 5-6 tiếng để ôn tập ở nhà. Ngoài văn, toán, Bình phải dành thời gian ôn tập cho các môn học khác, đặc biệt là tiếng Anh. Thì em cũng khá là sợ và cảm thấy hơi tự ti bởi vì tỷ lệ chọi đông với cả có rất là nhiều bạn học giỏi ấy. Thì em cũng có mơ là em bị điểm kém, xong rồi em không đỗ vào, không được vượt qua cái bài thi ấy, thì em cũng hơi sợ. Thí sinh rất là đông, trường công như ở trường Cầu Giấy thì nó chỉ có 3 trường, nên cái tỷ lệ chọi nó cũng khá cao. Nên ngoài học sinh căng thẳng thì là phụ huynh cũng như ngồi trên cái đống lửa. Con học cũng gần trường nhưng mà cũng tránh cái điều kiện con đi lại vất vả, nên bố mẹ còn phải đưa đón để con có thời gian con về, con ăn xong cho con nghỉ ngơi một chút rồi mẹ lại phải đưa con đi học lại. Không chỉ đi học thêm, học sinh còn phải học tăng cường tại trường. Tại nhiều trường, ngay từ tháng 3, tháng 4, ngoài việc hoàn thành chương trình chính khóa, giáo viên môn văn, toán đã có những tiết tăng cường ôn tập. Trường cũng tổ chức ôn tập khi chương trình chính khóa kết thúc theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Nhà trường ngay từ đầu năm cũng đã có kế hoạch để ôn tập cho học sinh vào các cái tiết phụ đạo và đặc biệt là tăng cường ôn tập cho học sinh môn toán văn để thi vào lớp 10 từ tháng 3 năm 2018. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng làm tốt công tác tư tưởng đối với lại học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2018-2019, Hà Nội đã cố gắng bổ sung thêm hơn 300 phòng học mới và nới sĩ số lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập từ 40 học sinh lên 45 học sinh trong một lớp. Tuy nhiên, số lượng học sinh bị loại khỏi trường công vẫn còn 38%. Cái việc về phân tuyến tuyển sinh, là chúng tôi thực hiện cái phân tuyến tuyển sinh theo các cái khu vực. Hiện nay thì 12 khu vực phân tuyến tuyển sinh. Thế và căn cứ vào cái khu vực tuyển sinh để học sinh lựa chọn. Thế và học sinh được lựa chọn được có hai nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 đối với tất cả các trường công lập bình thường. Thế còn đối với các trường chuyên thì là dành cho những học sinh có năng khiếu và có năng lực học tập. Thì hiện nay là thành phố là có 4 trường chuyên ở 4 khu vực. Đó là trường Chu Văn An, trường Amsterdam, trường Nguyễn Huệ và trường Trung học phổ thông Sơn Tây. Thì căn cứ vào khu vực đó và theo năng lực học sinh thì học sinh có thể đăng ký vào các trường chuyên. Và việc đăng ký vào các trường chuyên thì không ảnh hưởng đến nguyện vọng của các trường công lập. Kỳ thi tuyển chọn vào lớp 10 tại Hà Nội thực sự là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, không kém kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, bởi cánh cửa vào trường công đang ngày một hẹp. Thậm chí nhiều phụ huynh và học sinh lớp 8 đã bắt đầu lo lắng vì kỳ thi vào lớp 10 tới sẽ thay đổi hình thức thi tuyển với bài thi tổ hợp.